À, xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mộc TV. Thì hôm nay mình quay cho cả nhà cảnh buổi chiều vui vẻ đó, và mình giới thiệu cho cả nhà là hai chú chó Alaska Tỏi. Là Tỏi là đây, Tỏi không cho đụng nè, đụng cái chân lại giật, đụng cái chân lại giật rất là khôn, không cho đụng vô người. Còn Alaska cà mặt là bên đây. Alaska cà mặt thì mình ép dữ lắm mình mới cắt được cái chùm lông ngay ngay chân. Chúng mấy nó đi cái nó dẫm nước nó phủ nó mang vô nhà thấy ghê lắm. Không thấy móng vuốt rồi đó, thấy lông luôn nè. Đụng vô không có cho. Và mình hôm nay mình giới thiệu cho cả nhà là chó Alaska khôn và đẹp. Đó là chủ đề của cái tựa đề của cái video này. Đó thì mình mới tắm và mình mới cắt lông cái chân thôi. Còn mình định cắt hết ráo luôn. Để cho nó mát mẻ mà con mình nó không có cho nó ta đẹp vậy mà cắt gì. Nó thì mình cũng nghe lời con mình. Nói chung là con mình nó rất thích chó. Đây là bạn ruột của thằng con mình nè. Bạn ruột của con mình đó. Lì lắm á, chuyên gia ăn hiếp Alaska. Người ta nằm em ra đó chứ lát lại là quậy á, lát lại là gừ 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 á. Gì hà đàn em của nó nè. Ê bé ai thấy mặt đẹp không cả nhà? Nhìn mặt đẹp. Nhìn mặt cưng không? Cưng lắm á. Cưng lắm đó. Cưng lắm đó. Cưng lắm đó. Cưng lắm đó. Cưng lắm nè. Ôi chạy vậy. Nó rất là khôn quá nha. Có lông mi đẹp không? Cả nhà thấy cái lông mi đẹp không? Đó. Cưng. Bé này là bé mật nha cả nhà, Alaska mật. Cái màu nó màu đậm hơn, còn Alaska Tỏi thì màu trắng hơn, nó như củ tỏi trắng. Rất là đẹp, hổm dơ thấy ghê, tắm lên cái và đẹp thơm từng tắm lần. Rất là ngoan, nói là nghe có điều là tiếu lắm. Sáng á, mình mở cửa ra là hai đứa đứng sữa rớ ngay cửa là khỏi gì làm. Mình phải la ó nó mới vô. Còn không la ó là nó không vô. Đứng sữa rớ vậy đó, làm như chia tay mình vậy đó. Mà cũng ngộ cái sắc màu, sắc tố da ngộ cả nhà. Có phân biệt cái này nè. Cái mặt trên đây nó màu đậm. Đây là màu lạ, kêu bằng cà phê nè, cà phê sữa nè. còn cái này là cà phê đen nè, lai cà phê, là cà phê đá nè. Làm gì gừ gừ bên đó thằng lầy, út lầy, út quậy. Mẹ nè, mẹ cưng nè. Mẹ cưng vậy à. Bây giờ này ai điện mình đó ta? Thank you.
Đó, ai mình để cái điện thoại thì ai đứa nào cũng chạy tới chạy lui mà Alaska các bạn thấy không, không bao giờ đi hỏi chỗ là ngồi chỗ. Nãy giờ mình nghe điện thoại là cái tại cái máy, nói chung là cái ấm điện đi bị hư, mình đi quấn lại cái ông thợ ông làm xong rồi mình ổng điện kêu mình ra lấy về xài á cả nhà. Ngoan không cả nhà, cái Alaska ngoan không, cưng không? Thế mà ở trên á chứ còn dữ lắm á nè, thấy con khủng long chưa? Chuyên gia chuyên là lại nói chuyện với anh. Bộ sữa đang môi móc kiếm cái gì đó, biết sao không cả nhà, cái đàn lớn á nếu mà mình thả cũng được đó, nhưng mà khi mình có nhà mới cho thả, biết sao không? Tụi nó quậy dữ lắm, tụi nó là nó leo lên tới đây luôn, nó leo lên ráo luôn bộ đồ nghề của mình, nó leo lên nó cắn xé hết trơn, người tan nát luôn, ghê lắm, cái đứa này dữ lắm. Gấu dữ dằn à, gấu sủa à. Mình quay cái clip này xong là mình vô cho đàn Tuấn ăn, chứ mình ẩm mẹ mình ra đó. Mẹ mình ở trong phòng á, ban ngày nóng nên ẩm ra, còn ban đêm thì ra ngoài. Nói chung là tới 9-10 giờ bắt đầu trời nóng rồi bắt đầu cái vô phòng. Đó nè, bắt đầu đi nè. Đi cái chân yếu xìu, đi không nổi nè. Thôi rần rần, anh dậy nè nè. Anh dậy, anh đi từng nè. Đứa nào nãy giờ sủa. Đó, chân yếu xìu à, đó, đi muốn té luôn à. Đó, đi sụp muốn té luôn. Cái đùi teo héo cả nhà. À, cái đùi teo ra, đó. Thôi xin dừng video tại đây để cho lần cuối ăn chiều thì ra làm sao hâm thịt rồi nói chung nguội rồi bây giờ là bắt đầu cái bóp ra trộn với cơm rồi chia người tô ăn qua ngày. Thôi xin chào, hẹn lại cả nhà vào video kế tiếp nha. Cả nhà xem nhớ chia sẻ bấm một like nha, cảm ơn cả nhà nhiều nha. Thì cô chú anh chị gần xa có điều kiện nó chia sẻ giúp đỡ cho thằng cuốn của mình có cơm no mặt nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Đó thì những cái thức ăn, ba thức ăn hoặc là gạo thóc cũng đều là của tất cả mọi người giúp đỡ, chứ mình lo bản thân mình cũng không xong mà sao mà là lo cho ai bây giờ. Nhưng mà cái tánh mình thì phải đi thích đi cứu đứa này đứa kia, đó thì đang yếu mà còn phải đi ẵm hai đứa này về cả nhà. Đó, nó bự thấy ghê không, nó bự, nó cao như cái chậu 6 tấc mà nó cao cái lưng bằng cái nó cao 6 tấc á, là hơn nửa thước á. Thôi xin chào, hẹn lại cả nhà vào video kế tiếp.